Ok, chào tất cả anh em đã quay trở lại với B Channel và để chuẩn bị news nha. Đầu tiên hôm nay chúng ta sẽ có thông tin về lộ diện hình ảnh trên tay của Redmi 8 xác nhận được thông số cấu hình. Tiếp theo, Redmi Note 8 Pro lộ ảnh thực tế. Xiaomi, Oppo và Vivo hợp tác tạo ra tính năng trao đổi file tương tự AirDrop. Samsung Galaxy A10s chính thức có mặt tại Việt Nam. Sinh viên IT.net chính thức tạm biệt sau 10 năm gắn bó với cộng đồng IT. Cuối cùng, Realme 5 Pro ra mắt. Màn hình giọt xương, 4 camera chính, Snapdragon 665 hoặc Snapdragon 712. Cách đây không lâu thì một vài thông tin về chiếc Redmi 8 đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Tena. Mới đây, những hình ảnh trên tay đầu tiên của chiếc máy đã được lộ diện và xác nhận được thông số của máy. Theo đó, chiếc Redmi 8 sẽ được trang bị một màn hình 6,21 inch, độ phân giải HD+. Màn hình của máy sẽ có phần giọt nước và phiền bezel hai cạnh khá là mỏng. Tuy nhiên, phần cằm của máy lại dày vì còn là nơi đặt logo Redmi nữa. Về mặt lưng, hệ thống camera kép, đèn flash và cảm biến vân tay đều được đặt thẳng hàng chính giữa mặt lưng của máy. Theo những thông tin rò rỉ, hệ thống camera kép sẽ gồm một ống kính chính 12 megapixel và một camera phụ 8 megapixel. Đặc biệt hơn nữa, trong số những hình ảnh chụp trên tay, ta có được ảnh chụp cấu hình với máy. Cụ thể, bộ vi xử lý trên Redmi 8 sẽ là Snapdragon 439, dung lượng bộ nhớ là 4GB và bộ ở trong là 64GB. Ấn tượng nhất đó chính là Redmi đã trang bị cho thiết bị này một viên pin 5000 mAh. Redmi vẫn đang bận rộn trong việc phát triển dòng sản phẩm tiếp theo của mình là Redmi 8. Sau khi hình ảnh của chiếc Redmi 8 được lộ diện cách đây không lâu, những hình ảnh đầu tiên của chiếc Redmi Note 8 Pro cũng đã xuất hiện. Hình ảnh này được chụp từ một cảnh quay được cho là đoạn phim quảng cáo. Nhờ vào bức ảnh này, chúng ta có thể thấy được là thiết kế mặt lưng của chiếc máy. Nhìn vào đây, dễ dàng nhận thấy hệ thống 3 camera được đặt chính giữa mặt lưng của máy và đặt thẳng hàng với cảm biến vân tay. Một trong 3 camera kể trên sẽ có độ phân giải lên đến 64 megapixel. Đồng thời, máy sẽ không có cảm biến vân tay dưới màn hình như các tin đồn trước đấy. Logo Redmi cũng được đặt ở phía dưới chính giữa của máy. Nhìn tổng thể mặt lưng thì chúng ta có thể nhận thấy là ngôn ngữ thiết kế của Redmi Note 8 Pro khá giống với bộ đôi Redmi K20 và K20 Pro. Hiện chúng ta vẫn chưa biết được thiết kế của mặt trước. Tuy nhiên, theo những gì mà phó chủ tịch Redmi, ông Lu Guobing tiết lộ thì Redmi Note 8 Pro sẽ có màn hình với viền màn hình siêu mỏng. Đồng thời, máy sẽ có dung lượng pin và khả năng chụp hình ấn tượng. Hy vọng trong khoảng thời gian tới chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin về chiếc máy này. Ba trong số những nhà sản xuất smartphone lớn nhất Trung Quốc là Xiaomi, Oppo và Vivo đang hợp tác với nhau để tạo ra giao thức trao đổi file không dây mới dành cho các thiết bị của họ. Theo thông tin được chính Xiaomi chia sẻ, MIUI, ColorOS và Vantage OS sẽ được tích hợp hệ thống mạng ngang hàng peer-to-peer. Phương thức này dùng để kết nối Bluetooth để kết nối các thiết bị và có tốc độ trao đổi file lên đến 20 MB/s. Nhiều khả năng sẽ là kết hợp với cả Wi-Fi như tính năng AirDrop của Apple. Xiaomi cho biết các nhà sản xuất khác nếu muốn cũng có thể tham gia. Phiên bản beta sẽ được phát hành vào cuối tháng này. Google cũng đang phát triển một tính năng tương tự như vậy là Fast Share dành cho Android Q. Fast Share sẽ là một tính năng Google Play Service. Các smartphone của Xiaomi, Vivo và Oppo tại Trung Quốc không có những dịch vụ của Google. Công ty điện tử Samsung Vina chính thức giới thiệu Galaxy A10s tại thị trường Việt Nam. Và đây là bản nâng cấp hoàn hảo của chiếc Galaxy A10 ra mắt trước đấy. Điểm qua về thông số, Galaxy A10s có màn hình 6,2 inch, Infinity V, độ phân giải HD+. Bên trong máy sẽ là vi xử lý 8 nhân Helio P22. Máy có viên pin dung lượng 4000 mAh, hơn đáng kể so với viên pin 3400 mAh trên Galaxy A10. Mặc dù vậy, Galaxy A10s vẫn sẽ có bộ nhớ RAM 2GB và bộ nhớ trong 32GB, sẽ có thêm khe cắm thẻ nhớ microSD. So với Galaxy A10 thì Galaxy A10s sẽ có thêm một camera ở mặt sau, một cảm biến chính 13 MP và một cảm biến phụ 2 MP. Trong khi camera trước được nâng lên 8 MP, hơn nữa thì Galaxy A10s cũng sẽ có cảm biến vân tay ở mặt sau, điều mà Galaxy A10 không có. Galaxy A10s sẽ chính thức lên kệ tại các cửa hàng bán lẻ di động trên toàn quốc từ ngày 19 tháng 8 với mức giá bán lẻ đề nghị là 3.690.000 đồng, cùng với ba tự chọn màu sắc đen, xanh lá và đỏ. Sinh viên IT.net, một trong những sân chơi lớn của cộng đồng công nghệ thông tin tại Việt Nam, đã ngừng hoạt động từ ngày 1 tháng 8 năm 2019. Là một diễn đàn thành lập từ năm 2008, Sinh viên IT.net đã có một chỗ đứng trong lòng dân yêu thích công nghệ. Đây là nơi mà các bạn trẻ tìm kiếm phần mềm không có bản quyền cũng như là các mẹo sử dụng máy tính. Tuy nhiên, có thể vì lý do bản quyền hay là một số lý do khách quan nào đó khiến cho diễn đàn chính thức tạm biệt cộng đồng. Đây là diễn đàn có số lượng người truy cập lớn, tuy nhiên các phần mềm crack vẫn tồn tại khá nhiều nên khó mà phát triển bền vững được. Theo thống kê từ trang SimilarWeb, đây là diễn đàn công nghệ nằm trong hơn 1.000 diễn đàn tại Việt Nam, đứng thứ 723 trong top các website về công nghệ có lượng truy cập lớn. Thương hiệu Realme đã chính thức ra mắt thế hệ smartphone Realme 5 mới nhất của mình. Những thiết bị thuộc dòng sản phẩm này đều sở hữu 4 camera sau cùng mặt lưng Guardian vô cùng nổi bật. Đầu tiên, Realme 5 Pro
Thiết bị này sở hữu mặt lưng gradient đổi màu với các hiệu ứng vân kim cương. Hiệu ứng này được Realme gọi với cái tên là Holographic Effect, cũng sẽ có cảm biến vân tay ở mặt sau. 4 camera sau của Realme 5 Pro sẽ bao gồm một camera chính 48 megapixel, một camera góc rộng 8 megapixel, một camera chân dung 2 megapixel và một camera macro độ phân giải 2 megapixel với khoảng cách lấy nét chỉ 4 cm. Camera selfie của Realme 5 Pro sẽ có độ phân giải là 16 megapixel. Chiếc smartphone này sẽ sở hữu màn hình kích thước 6,3 inch, độ phân giải Full HD cộng và đi theo xu hướng giọt xương. Theo Realme, tỷ lệ bao phủ mặt trước của máy sẽ lên đến 90,6%. Realme 5 Pro sẽ có vi xử lý Qualcomm Snapdragon 712, GPU Adreno 616 cùng công nghệ máy học AI thế hệ thứ 3. Các thông số khác sẽ bao gồm RAM tùy chọn 4, 6 hoặc 8 GB, bộ nhớ trong UFS 2.1, dung lượng 64 hoặc 128 GB, dung lượng pin là 4035 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Vox 3.0 với công suất 20W thông qua cổng Type-C. Dự kiến Realme 5 Pro sẽ được bán ra với hai tùy chọn màu sắc chính là Crystal Blue và Crystal Purple. Mức giá khi quy đổi qua tiền Việt sẽ dao động từ 4,5 triệu đồng cho đến 5,5 triệu đồng. Tiếp theo là Realme 5, thiết bị sở hữu màn hình có kích thước 6,5 inch, độ phân giải HD cộng và màn hình giọt nước. Realme 5 sẽ sở hữu cụm 4 camera tương tự với chiếc Realme 5 Pro, tuy nhiên cảm biến chính chỉ là 48 megapixel. Realme 5 sẽ sở hữu cụm 4 camera tương tự như chiếc Realme 5 Pro, tuy nhiên cảm biến chính 48 megapixel đã bị thay thế bằng một cảm biến khác có độ phân giải là 12 megapixel, khẩu độ f1.8. Camera selfie của máy sẽ có độ phân giải là 13 megapixel. Realme 5 sẽ được trang bị con chip Qualcomm Snapdragon 665. Ngoài ra, thiết bị này còn được trang bị viên pin lên đến 5000 mAh, mang lại khả năng on screen lên đến 31 giờ theo giới thiệu của Realme. Giá bán khi quy đổi qua tiền Việt sẽ dao động từ 3,2 triệu đồng cho đến 3,9 triệu đồng. Rồi, và đó là tất cả thông tin cho ngày hôm nay. Cảm ơn em rất nhiều.